hello anh em, mình là Gà. Hôm nay mình đang ở trong buổi ra mắt chiếc Realme 8 và Realme 8 Pro của Realme. Thì thật sự đây là một chiếc máy rất là đẹp và khá nhiều thứ ấn tượng mà mình sẽ muốn chia sẻ cho anh em trong video này nhá. Ở trên tay nhanh thôi, let's go. Rồi, thì ở đây anh em thấy phiên bản mà mình đang cầm bên tay trái là Realme 8 Pro, còn phiên bản tay phải là Realme 8 thường. Thì cá nhân mình đó, mình thấy là Realme 8 Pro nó sẽ đẹp hơn, bởi vì anh em thấy là cái mặt lưng của nó sẽ làm nhám nhám mà nó sần sần như thế này. Nó khá là giống với chiếc Oppo Reno 5 ấy, nhưng mà con Realme 8 thì mặt lưng của nó sẽ sần hơn khá là nhiều. Và với cái phiên bản của mình thì mình nghiêng sang cái góc thì nó cũng sẽ có những cái biến đổi màu sắc khác nhau. Còn với phiên bản Realme 8 thường thì mặt lưng của nó sẽ là mặt lưng bóng, và cái bản mình cầm đang là màu bạc như thế này, rất là đẹp. Và nó sẽ hơi óng ánh một chút về cái phần chữ Dare to Live. Và cả hai phiên bản này anh em sẽ thấy này, nó sẽ có dòng chữ Dare to Live ở ngay đây đó. Anh em thấy không, khi mà mình nghiêng sang những cái góc đó, thì nó cũng sẽ có những cái biến đổi màu sắc như thế này ở ngay cái phần chữ Dare to Live. Cá nhân mình thấy Realme làm cách này thì đẹp hay không thì nó còn tùy vào cảm nhận của mỗi người thôi. Cá nhân mình thấy đẹp với một chiếc máy như thế này thì thật sự nó rất là phù hợp cho những bạn Gen Z, những bạn giới trẻ. Thì mình thấy là làm như vậy nó sẽ thu hút hơn rất là nhiều so với sản phẩm khác trong cùng tầm giá. Rồi về camera thì em sẽ thấy là Realme 8 và Realme 8 Pro á, về camera của nó sẽ hơi có chút khác biệt về mặt thông số. Tuy là cái mặt thiết kế của nó thì rất là giống nhau. Thông số của camera Realme 8 thường á, thì nó sẽ chỉ có độ phân giải camera chính là 64MP thôi. Còn phiên bản Realme 8 Pro sẽ có độ phân giải là 108MP lận. Và cũng như là về công suất sạc giữa hai chiếc máy này thì cũng sẽ có sự khác nhau. Realme 8 Pro sẽ là 50W, còn Realme 8 thường sẽ là 30W thôi. Và cũng như là cả hai con này pin cũng sẽ khác nhau về mặt dung lượng. Thì 5000 cho Realme 8 thường và 4500 cho Realme 8 Pro. Còn về màn hình đó, thì em sẽ thấy là cả hai con này đều sử dụng màn hình là Super AMOLED. Và thật sự là nó rất là đẹp, màn hình con này mình phải nói là rất là đẹp luôn đó. Nó sẽ cho mặt trải nghiệm về màn hình, về vuốt chạm các thứ thì cũng rất là ok. Tuy nhiên sẽ có một cái điểm mình hơi đáng tiếc một chút, đó chính là cả hai con này không có tần số quét cao trong cùng tầm giá của nó. Do đó anh em sẽ phải hy sinh một chút để đổi lại một cái màn hình đẹp như thế này. Mình nghĩ là nó sẽ nằm trong phân khúc tầm trung thôi. Rồi phía trên thì anh em có sẽ thấy thì đây sẽ là khu vực đặt camera selfie, cái độ phân giải là 16MP. Nói chung thì Realme 8 thường và Realme 8 Pro họ sẽ nhấn mạnh rất là nhiều về những cái chế độ như là về quay video, rồi cũng như là rất là nhiều những chế độ chụp ảnh khác nhau ở trong cái mục camera như thế này. Thì con máy mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn cho anh em. Còn bây giờ thì trong sự kiện này mình sẽ chia sẻ nhanh thôi. Đó, anh em sẽ thấy như này, không gian của sự kiện đây. Đó, mình sẽ bấm góc tự động ra nha. Ok, thì ảnh chụp mình cũng sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong video mà mình có máy nhá. Và đây chỉ là máy mà mình cầm trên tay nhanh trong buổi ra mắt ngày hôm nay thôi. Còn về cấu hình giữa hai chiếc máy này thì Realme 8 thường nó sẽ sử dụng cái chip Helio G95, và còn Realme 8 Pro thì sẽ sử dụng cái chip là Snapdragon 720G. Hai con này đều có 8GB RAM và cũng như là 128GB ROM. Nói chung là về hiệu năng thì anh em thấy là về con 8 thường á, khi con máy mình sẽ test chi tiết hơn về hiệu năng của nó khi mà chơi game. Còn Snapdragon 720G ở trên con Realme 8 Pro thì em cũng đã quá rõ về hiệu năng của nó rồi đúng không? Mình cũng đã làm rất là nhiều video rồi. Ok, anh em có thấy sao về hai sản phẩm này? Cá nhân mình thấy đây là hai sản phẩm thực sự rất là đẹp trong tầm giá của nó. Thật ra nó tầm giá thế thôi chứ mình cũng chưa biết được là mức giá của nó bao nhiêu. Mức giá của nó sẽ được công bố chính thức vào ngày 27 tháng 4. Cho nên anh em hãy cùng chờ đợi vào ngày đó để biết giá của nó, và mình sẽ cập nhật trước và bình luận của video nha. Bên cạnh đó đừng quên nhấn like, share và subscribe channel Gadget. Mình là Gà. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bây giờ đi ăn anh em ạ.